Rồi, chúng ta sẽ bắt đầu cuộc trò chuyện ngày hôm nay. Em giới thiệu về mình. Em tên là Minh Thảo, năm nay em 28 tuổi. Em đến từ Kiên Giang và hiện em đang làm lễ tân khách sạn ạ. Em làm lễ tân khách sạn ở đâu? Dạ, em làm ở Rạch Giá luôn chị. À, là từ Kiên Giang lên đây luôn hả? Dạ, đúng rồi ạ. Mời bạn trai giới thiệu về mình. Em là tên là Võ Văn Mến, năm nay 30 tuổi, cũng đến từ Rạch Giá, Kiên Giang. Hiện tại là công tác chuyên viên văn phòng của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch của tỉnh Kiên Giang. À, kỳ lạ nha. Có khi nào cái duyên rồi đó. Hai bạn ở Kiên Giang ở làm việc ở một tỉnh luôn và không gặp nhau ở tỉnh Kiên Giang mà gặp tại thành phố Hồ Chí Minh trong chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Có khi nào sáng nay hai bạn đi cùng xe lên đây không ta? quên, cái này phải hỏi cho kỹ. Hai bạn ở quận nào, huyện nào, trung tâm nào, nhiều khi quen nhau rồi nữa không chừng nữa. Không chừng bà con còn mệt nữa. Mình trao đổi với nhau thử thôi. Ừ đúng rồi, hai bạn hỏi đi coi ở đâu. Em ở đâu em? Dạ em ở phường Vĩnh Thanh ạ. Anh thì gia đình thì ở dưới Gò Quao. Có quen ai Gò Quao không? Dạ không ạ. Có quen không? Anh quen. Được, ổn. Anh ơi kìa. Em nghe anh nói là anh họ Võ phải không ạ? Đúng rồi. Em cũng họ Võ. Ủa vậy hả? Dạ. Sao trùng. Bà má ông bà coi có quen không? Mà gia đình ông bà hồi trước giờ là ở tại Rạch Giá luôn em hay là ở đâu? Dạ đúng rồi ạ. Chắc không có bà con đâu. Tại vì nội anh á là ở Sài Gòn. Gốc ông nội Sài Gòn. Vậy thì bây giờ đầu tiên mình hát bài Kiên Giang đi ha. Kiên Giang mình đẹp làm sao? 2, 3. Trời, hai người Kiên Giang không hát gì chưa trời. Kiên Giang em không thuộc lời anh Linh ơi. Anh Nguyễn Linh ơi, sẵn sao? Anh nói vậy thì hôm nay em xin gửi tặng mọi người một đoạn ngắn trong ca khúc mà viết về quê hương của em. Đúng rồi. Kiên Giang mình đẹp lắm hả? Rồi. Chiều xuống đứng bên cầu nghe sóng biển, nắng thu vàng chiều rạng bên bờ. Kiên Giang mình đẹp làm sao? Bóng mây xanh đôi bóng núi, con chim nhạn hết điệu tình quê. Một biển trời như có mẹ cất tiếng ru, trăng nhu lên bên cảng quê hương. Trăng cũng đẹp, đất cũng đẹp, sao đâu đâu cũng đẹp. Dạ em xin hát hả? Bạn gái, bạn làm cái công việc lễ tân như vậy chắc chắn là bạn sẽ gặp rất nhiều đối tượng. Dạ đúng ạ. Tại sao mình phải nhờ tới chương trình tuốt ở trên Sài Gòn? Dạ thì công việc của em là toàn thời gian đó chị, là làm từ sáng cho tới tối. Dạ, do tính của em là sống hướng nội, ít khi hướng ngoại đó chị. Thì làm tan ca về thì chị ở nhà. Nhưng mà mình ngồi trong quá trình mình tiếp khách thì không có anh nào để ý hả? Dạ đúng rồi, rất là nhiều chị. Nhưng mà tính của em thì cũng hơi bị khó. Em không có thích với những người chọc ghẹo mình đó chị. Giờ mình có mối tình nào chưa? Em thích hai người, cả hai đều đơn phương chị. Thì cách đây 10 năm thì em có thích một người. 2 năm trước thì cũng có thích một người. Ồ sao dễ thương vậy mà người ta không thích, người ta biết mình thích người ta không? Thích một năm thì bản thân của em thì cũng có dèm pha, nó vô nó ra. Nhưng mà người ta chỉ im thôi chị. Không động đậy rục rịch gì hết. Không có gì hết. Rồi bên đây mình chủ động bên luôn em. Bên kia được là anh Linh phải kêu bên đó chủ động giùm em. Bên đây chủ động nha. Luôn rồi, tấn công liền luôn. Rồi giờ em thích mẫu bạn trai với người bạn đời mình sao? Dạ em thích người cao hơn em một cái đầu. Không hút thuốc. Có thể uống bia rượu nhưng mà phải có chừng mực thôi anh. Dạ biết quan tâm, chia sẻ. Sống có trách nhiệm với gia đình ạ. Dạ. Cao hơn cái đầu là sao? Dạ về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Để cho hỏi rõ công việc bà bạn bên kia, bạn nói rõ công việc của mình chút xíu rồi bạn. Dạ công việc của em á là chuyên viên văn phòng, chuyên về tham mưu cho lãnh đạo á về vấn đề là tổng hợp báo cáo hàng năm. Chắc báo cáo không? Tháng mấy mối tình rồi? Dạ trước giờ thì em được hai mối tình mà mối tình đầu tiên á là 8 năm. Đó là quen dạ. Từ năm học cấp 2. Rồi mối tình thứ hai mấy năm? Dạ mối tình thứ hai 4 năm. Em muốn một cô gái như thế nào? Em thì thứ nhất là cái biết đối nhân xử thế, biết ông biết bà, biết trên biết dưới gì. Đó. Nữa không bạn? Rồi thứ hai nữa là phải hiểu nhau và thông cảm lẫn nhau. Đặt ví dụ như em có ghen không em? Tánh em có ghen không? Dạ em ghen nhưng mà ghen hiền anh ơi. Ghen hiền là ghen sao? Em ít có nói á. Dạ đúng rồi chị. Em không thích người phụ nữ gì? Không thích người phụ nữ hơi chảnh chọe.
chảnh chẹ, không có lễ phép. Yên tâm, cô kia lễ tân mà, trời ơi, đẹp xinh, ai cũng cười, ai cũng chào hết trơn á. Không quen cũng chào, ghét cũng chào, hãy chào luôn, yên tâm. Mình không thích điểm gì á người đàn ông? Không thích hút thuốc hả chị? Rồi. Không gia trưởng à? Bạn trai bên kia có gia trưởng không ta? Dạ không. Dân miền Tây ít gia trưởng lắm em ơi. Dạ có một điều nữa, cho bạn gái vui luôn là hồi nhỏ lớn không hút thuốc. Rồi vui rồi đó. Còn gì nữa không? Ngoại hình. Ngoại hình thì em thích người có khuôn mặt nhìn có duyên. Dạ, nụ cười hiền. Gì vậy, tự nhiên nụ cười hiền, cái bên kia cười cái rần lên vậy? Thích người có tóc hay là người không có tóc? Có tóc. Tự nhiên mắc mớ gì rồi hỏi câu đó. Chào chị. Này, hơi ít tóc. Cái này là người ta mua đen. Trời ơi, mua đen người ta làm láng. Xuất tiến thương mại mà. Tướng ngon không? Rồi, đẹp trai. Sang trọng. Nè, ngồi xuống góp ý chân thành nha. Dạ. Nhậu ít lại nha. Dạ. Nhậu rồi tập thể dục vô nha. Dạ. Cũng tập gym thường lắm chị. Tập thường đó hả? Dạ thường mà tập tại vì cũng vậy đó hả? Đi tiếp khách hay đi công tác vậy đó. Cái mình bỏ tập cái nó bụng nó mau lên đó. Mình dạ. Có tật xấu gì không? Em thì tật xấu em thì cũng hơi nóng tính. Em thì em không thích mà người phụ nữ mà tối ngày nhai vậy đó. Nghe vậy đó cái mình nóng cái mình bỏ mình đi. Đi đâu? Thường thường em đi cắt tóc. Mỗi lần nhận nhau rồi buồn buồn đi cắt tóc. Dạ, nóng hoài thì ra vậy đó. Cắt tóc rồi ví dụ như nặng mụn nè, mát xa mặt để cho nó thư giãn vậy đó. Trời đất ơi. Dạ. Nó nghe là có khi nào hai mối tình kia người ta bỏ mình đi cái mình đổi giới tính không? Dạ không. Dễ gì. Tại vì hồi đó giờ sở thích em vậy á. Vậy luôn hả? Dạ, mập mập chứ thích mặc mấy cái áo body. Quần áo body thì phải cái bụng nó phải 6 múi, cái bụng có 1 múi à. Thì ở gán đi tập gym đó chị. Chê quá là gái chê quá. Dạ được không chị? Được. Quá được luôn, để em coi coi. Chốt cái bụng bạn hơi gái tròn chút. Ô, trời gái chuyên gia. Được, anh này được, đẹp trai. Chồng giận thì em làm cái gì? Chồng giận chắc em không có nói gì đâu. Không nói gì? Thì mấy lúc mà anh bỏ đi cắt tóc nặng bụng, massage mặt thì em làm cái gì? Massage cái vấn đề đó em hơi bị không thích đó. Không, dạ. Massage bây giờ đâu phải, massage là xấu đâu, massage mặt. Massage mặt không hả? Massage chân. Em nghĩ bạn nam ấy chắc cũng chăm sóc thân thể quá hả? Đúng rồi. Dạ. Chăm sóc thân thể chính mình, nhan sắc chính mình là làm đẹp cho gia đình, làm đẹp cho xã hội. Dạ. Ai mà chơi chồng em cũng buồn chứ buồn. Dạ. Cũng như em phải chăm sóc bản thân em. Dạ. Để khi ai khen em đẹp, chồng em cũng tự hào. Dạ. Được không? Dạ. Thôi, thấy ổn đó. Dạ. Ha. Đàn trai cũng ngon, đàn gái cũng ngon. Được à, cặp này hợp nè. Em có đi với người thân không? Dạ có hả? Đi với ai vậy? Dạ em đi với mẹ. Dạ chào cô. Dạ chào Cát Tường. Dạ. Chào Phát. Con gái cô thì nó hiền lắm, nó ít có nói lắm. Nếu mà hợp với nhau thì hai vợ chồng nói nhau nghe vậy đó. Chứ đừng có la, đừng có dùng vũ lực rồi. Con thì con ghét vũ phu lắm. Có gì nói thẳng thắn hai chồng nói nhau rằng mình xây dựng thôi chứ hồi nào giờ con không thích những đàn ông mà con không có vũ phu. Được đó con gái ơi. Được đó con gái ơi. Mẹ nói vậy rồi ha. Rồi cảm ơn cô. Cảm ơn cô. Rồi bạn trai mình có đi với ai không? Dạ đi với một người anh làm chung cơ quan hồi trước. Dạ chào chị Cát Tường, chào anh Nguyên Linh. Chào bạn. Anh ngồi bên đây anh nhìn thấy bạn làm quen của Mến là thấy được đó Mến ơi. Nhưng mà anh thấy Mến đó giờ không có bạn gái hả? Có nhưng mà Mến thường hay giấu lắm chị. Đó rồi chết rồi tiêu rồi. Rồi cảm ơn anh, được rồi anh. Để hồi em kéo màn lên hai bên kia tính nha. Hơi giấu nha. Rồi kéo màn lên đi. Kéo màn lên cho hai người gặp đi ha. Đừng ăn hiếp nhà gái tôi nha. Dạ chào anh ạ. Anh có món quà này gửi đến em. Em hỏi cái vụ hồi nãy cái anh kia anh nói là những cái anh hồi nãy anh nói như vậy á thì anh có thể anh giải thích cho em nghe nói được không? Nói chung mà. Thì anh á thì cũng nhiều người phụ nữ thích lắm. Dạ. Tánh anh ngộ lắm, nếu mà anh không thích là anh chủ động anh lạc thì anh không có, nói chung không có quan hệ. Dạ. Thành ra là không có gì dướng bận nhá. Rồi mình cảm nhận vì lần đầu tiên gặp nhau thế nào? Rồi em thấy anh sao? Dạ anh em thấy anh giống như là cái hình mẫu của em vậy đó em. Vậy hả? Dạ. Ủa thích mập vậy đó hả? Dạ không phải mập nhưng mà em thích người mặt tròn, hớt tóc cao, nhìn hiền. Thì dạ. Em thấy anh hiền. Hy vọng là những cái cảm nhận của em bây giờ á, về lâu dài sau này thì nó cũng giống như là em cảm nhận. Mốt lấy nhau vậy ai giữ tiền? Cho vợ anh giữ. Anh nói đó nha. Tại vì anh giữ tiền không được. Dễ thương không? Vợ anh giữ. Anh nói đó nghe.
cô này thấy hiền hiền nhưng mà nói câu nào chắc câu đó đó nha, chứ không phải. Thôi, mỗi người nói một câu thật tình cảm. Thôi, một câu mình gì sẽ tiến hành bấm nút. Qua là lời nói chung thời gian không có nhiều thì bây giờ cũng mến. Thì có thể là dù như mình về dưới mình sẽ gặp nhau nhiều hơn, rồi mình sẽ chia sẻ cuộc sống, nếu mà thích hợp thì mình sẽ đến nha. Được không em? Dạ, em sẽ suy nghĩ. Rồi, suy nghĩ đi, quyết định nha. Một. Ấm lùng. Anh hùng không kịp chi vậy. Hai. Ba. Tài. Dạ. Tài ấm rồi. Ấm luôn chứ bắt cái gì. Ấm à. Ấm luôn. Xin phép mẹ cái đi, xin phép bác cái đi. Bác xin phép nắm tay. Anh nắm rồi, anh nói xin phép. Đấy, hồi hộp. Thôi bây giờ hôm nay là ngày rất là quan trọng. Coi như chính thức hai bạn đồng ý hẹn hò với nhau. Mình sẵn có bác đây, mình hứa gì đi ha? Thì có bác ở đây thì con cũng xin hứa là nếu mà con thì đến chuyện tình cảm con nghiêm túc lắm. Nếu mà đến thì chân thành thì con sẽ không có phụ lòng người lớn. Này cũng bác. Không phụ lòng người lớn còn người nhỏ sao? Cũng không phụ lòng em luôn. Cảm ơn anh. Chúc các bạn sẽ có nhiều thời gian tìm hiểu nhau kỹ hơn nha. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Đây, quà tặng dành cho hai bạn là một suất chụp ảnh cưới trọn gói trị giá 15 triệu đồng tại Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh với các hệ thống của áo cưới Island nếu như các bạn tiến tới hôn nhân. Sẵn đây em cũng cảm ơn chị Cát Tường, cảm ơn anh Hoàng Linh, cảm ơn tất cả mọi người trong ekip của chương trình đã tạo điều kiện cho em tham gia chương trình. Em chúc chương trình ngày càng thành công hơn, đem nhiều niềm vui và hạnh phúc đến với tất cả mọi người ạ. Rồi, thay mặt chương trình cảm ơn em nhé. Hy vọng là sớm nhận được tin mừng từ hai bạn nha.